chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang theo dõi chương trình Cảnh báo lừa đảo được phát sóng mỗi ngày vào lúc 20 giờ trên kênh YouTube Sen Vàng TV. Thưa quý vị, vấn nạn bắt cóc trẻ em đã được chúng tôi cảnh báo nhiều lần đến quý vị. Thế nhưng thủ đoạn của bọn tội phạm thì càng ngày càng biến hóa khôn lường. Hãy cùng chúng tôi theo dõi một chiêu thức mới nữa của chúng trong tình huống tái dựng ngay sau đây. Ơi, có gì không con? Dạ. Chào cô. Có chuyện gì dạ, không? Chào cô. Tụi con là bên đoàn thanh niên của phường á cô, đi quyên góp để ủng hộ cho trẻ em cơ nhỡ trên địa bàn mình đó cô. Tụi con có thể làm phiền cô một chút được không ạ? Dạ. Rồi thôi mời vô nhà con. Dạ. Dạ con cảm ơn. Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 4. Lớp 4 hả? Dễ thương quá. Tụi con á là bên đoàn thanh niên của phường, đi quyên góp để giúp đỡ cho những trẻ em mà có hoàn cảnh khó khăn hiếu học á cô. Dạ. Cô chờ chờ cô chút xíu nha, để cô lấy nước uống ha rồi mình nói chuyện tiếp ha con. Dạ dạ, dạ. Cảm ơn cô. Rất may là người phụ nữ đã quay lại kịp thời và dằn được đứa bé từ tay bọn bắt cóc. Quý vị thấy đó, thủ đoạn của bọn chúng thật là tinh vi và ngày càng táo tợn. Bằng việc cải trang thành thanh niên tình nguyện, chúng đã dễ dàng qua mặt được người dân hòng đột nhập vào nhà và ra tay bắt cóc trẻ em. Chính bởi vì thế, quý vị hãy nhớ, đừng bao giờ để trẻ con ở nhà một mình, cũng đừng tin tưởng bất cứ ai để cho người lạ vào nhà và xảy ra việc đáng tiếc như trong tình huống vừa rồi quý vị nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong số phát sóng ngày mai.